chào Kim Thảo. Em chào cô. Cô đang định gọi điện thoại cho ai hả cô? Không có, cô không có định gọi gì hết á. Nhưng mà cô đang nghe hộp thư thoại. Tại hôm nay cô đến sớm nè. Thì trong hộp thư thoại có một chị vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày xin tư vấn một món ăn. Vậy thì bây giờ mình chào quý vị khán giả trước đã nha cô. Xong rồi mình sẽ nghe xem ngày hôm nay có khán giả nào yêu cầu món ăn gì. Diệu Thảo và MC Kim Thảo xin kính chào quý vị khán giả thân thương của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Cô có biết không, mỗi lần mà em nghe nói là có khán giả gửi mail hay là điện thoại về cũng như là gửi thư về thì em cảm thấy rất là vui, bởi vì em biết là như vậy có nghĩa là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của mình giúp ích được cho mọi người trong công việc bếp núc đó cô. Và được khán giả quan tâm nữa phải không? Dạ đúng. Rồi bây giờ Kim Thảo bấm nút để nghe thử xem vị khán giả đó sẽ nói gì nha. Dạ. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Đã gần đến mùa cuối năm rồi, tôi bận bịu công việc nhiều lắm nên không có nhiều thời gian để nấu ăn tại nhà. Tôi giao công việc bếp núc cho cô con gái, nhưng con gái chỉ biết quanh quẩn với các món thịt, cá hay là canh bình thường, hoặc lắm lúc là phải ra ngoài ăn cơm tiệm vì ngán cơm nhà nấu. Tôi nhờ chương trình hướng dẫn tôi và con gái cách nấu một món lạ miệng, đồng thời dễ nấu để đổi bữa cho cả nhà. Xin cảm ơn chương trình. Tiêu chí của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày là món ăn phải đơn giản. Như vậy thì muốn cho làm miệng thì chúng ta chỉ cần thay đổi nguyên liệu thôi. Hồi nãy thì là cô đã đến sớm cho nên cô đã nghe cái lời yêu cầu của vị khán giả này và đã chuẩn bị một món ăn chế biến từ một nguyên liệu cũng khá lạ miệng, là vì chúng ta ít sử dụng trong chương trình, đó là lòng non, và phối hợp với một nguyên liệu khác rất là tốt cho sức khỏe, đó là nghệ. Chúng ta sẽ cùng thực hiện món lòng non xào nghệ. Để thực hiện món lòng non xào nghệ thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 300g lòng non, 100g bông hẹ, nửa củ hành tây, một củ nghệ, 3 trái ớt hiểm, một ít đậu phộng rang, tỏi băm, nước nghệ, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Cô Diệu Thảo ơi, sẵn đây thì chắc là cho em hỏi cô một bí quyết luôn là, thực ra em rất là thích ăn lòng heo, nhưng mà để chọn được một cái lòng heo ngon như thế này thì cô có bí quyết gì không cô? Khi chọn lòng heo non thì quý vị khán giả nhớ lưu ý chúng ta chọn phần lòng heo đặc ruột màu hồng nhạt, có những cái gân máu ở trong đó, và lòng heo nhỏ là sẽ rất ngon. Dạ em cảm ơn cô. Quý vị khán giả nhớ nhé, là khi chúng ta chọn lòng heo thì nhớ là chọn lòng heo có nhiều gân máu và màu hồng nhạt, bên cạnh đó phải đặc ruột thì đó mới chính là lòng heo ngon. Lòng non mua về thì chúng ta rửa sạch đi, và bao giờ lòng non nó cũng sẽ có kèm theo cái phần mỡ ở phía bên trong này nè. Thì nếu mà quý vị khán giả không thích ăn mỡ nhiều, chúng ta lạng bỏ bớt phần mỡ đó đi. Sau đó thì chúng ta sẽ vuốt cho sạch cái phần bột ở phía bên trong này. Và khi chúng ta vuốt sạch như thế này thì sẽ có cái lợi là khi xào á, lòng non sẽ không bị ra bột. Dạ, quý vị khán giả thân mến, chúng ta khi mà rửa lòng non thì nhớ là vuốt cho thật sạch để khi mà chúng ta xào không bị ra bột nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt khúc cái phần lòng non này ra khoảng chừng 3-4cm nè. Cô sẽ ướp với lại 2 muỗng canh nước nghệ nè. Dạ. Kế đó thì chúng ta sẽ ướp vào khoảng 1 muỗng cà phê tỏi băm, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon nữa, rồi chúng ta trộn đều tất cả các nguyên liệu này lên. Dạ. Nửa củ hành tây nè, quý vị khán giả sẽ cắt muối. 3 trái ớt hiểm này thì ta chỉ đập dập ra thôi. Phần bông hẹ chúng ta sẽ cắt khúc ngắn khoảng chừng 4cm. Củ nghệ cô cắt lát mỏng ra, sau đó thì mình sẽ sắc sợi. Bây giờ thì mình đặt một cái chảo lên bếp, mình sẽ cho dầu vào. Chúng ta cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Chảo nóng rồi, cho phần tỏi băm vào trước. Khi cho thơm, tiếp tục cho luôn mấy cái trái ớt hiểm mà chúng ta đã đập dập vào nè. Khi mà chảo thật là nóng như vậy rồi, rút hết cái phần thịt. Và chúng ta sẽ xào nhanh tay để cho cái phần lòng non này nó sẽ săn lại rất là nhanh. Khi mà lòng non gần chín rồi thì chúng ta có thể cho luôn cái phần nghệ này. Vì nghệ này chúng ta xào càng lâu thì nó sẽ càng ngon. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là khi cho lòng non vào, chúng ta đảo kỹ và xào thật là chín phần lòng non này. Chúng ta sẽ tiếp tục xào thật là kỹ cho đến khi mà nước nó thật là ráo và nhìn thấy những cái miếng phèo non này nó săn lại, nó phải chín kỹ mới được, chứ chúng ta không xào sơ được đâu. Khi mà lòng non đã săn lại như thế này thì chúng ta mới cho hành tây và bông hẹ vào. Bây giờ thì cô sẽ nêm thêm khoảng 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon nữa ở giai đoạn cuối cùng. Dạ. Đảo đều một lần nữa, tắt bếp là xong rồi. Cô sẽ rắc một ít phân nửa cái phần đậu phộng rang vào trước nha, còn chừa một ít lát nữa mình sẽ rắc vào sau. Cô sẽ lấy cái phần lòng non ra, cho thêm một ít ngò rí nè, đậu phộng rang.
Cuối cùng chúng ta rắc thêm một ít tiêu nữa. Dạ. Cô sẽ cho em đầy đủ nè, có cả lòng non nè, nghệ nè và bông hẹ nữa. Dạ. Rồi, mời em. Em cảm ơn cô. Đầu tiên em ấn tượng nhất với món ăn này là khi mà cô xào á, nó vẫn chưa thành phẩm thì em đã chịu không nổi rồi, bởi vì nó thơm phân phức luôn. Bên cạnh đó thì bây giờ được thưởng thức thì em cảm nhận được cái mùi thơm của nghệ, còn lòng non thì vừa chín tới, ăn rất là giòn, bên cạnh đó còn có chút bùi bùi nữa. Bông hẹ và hành tây thì vẫn còn giữ được độ giòn rất là ngon cô ạ. Với món lòng non xào nghệ ngày hôm nay mà cô hướng dẫn cho tất cả mọi người đó, em nghĩ là sẽ làm hài lòng tất cả các thành viên trong gia đình luôn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cũng đã hết rồi. Và có 3 cách thức để quý vị có thể đồng hành cùng với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Đó là quý vị hãy gửi thư về hộp thư số 620, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là gọi điện thoại đến số 083-823-7557. Đó chính là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Và truy cập vào trang web mongonmoingay.com hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến với trang web của chương trình. Còn bây giờ thì đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.